với chiết xuất hạt cà phê giàu chất chống oxy hóa và vitamin organic. Cà phê Sugar Body Scrub giúp loại bỏ tế bào da chết, làm sạch lỗ chân lông. Tẩy tế bào chết toàn thân Organic Coffee Sugar Body Scrub giúp làn da trở nên mịn màng và trắng sáng hơn sau khi được loại sạch lớp tế bào chết khô cằn trên bề mặt. Đồng thời cung cấp dưỡng chất cho làn da cơ thể mềm mịn và trắng sáng. Tẩy da chết là một trong những bước chăm sóc da vô cùng quan trọng mà các nàng thường hay bỏ quên. Nhưng các nàng có biết làn da sẽ không được hấp thụ toàn bộ các dưỡng chất có trong các loại kem dưỡng da nếu như lớp tế bào chết vẫn còn chai lì trên da. Vậy nên, chỉ với 1 đến 2 lần tẩy da chết mỗi tuần sẽ giúp loại bỏ đi lớp bụi bẩn và tế bào chết còn sót lại trên da mà tắm bằng sữa tắm thường ngày không thể loại bỏ hết được. Đồng thời, tẩy tế bào chết còn giúp lỗ chân lông thông thoáng, tránh tình trạng viêm mụn xuất hiện. Organic Soap Organic Cà phê Sugar Body Scrub với thành phần 100% thiên nhiên, hoàn toàn lành tính với da. Hạt scrub từ đường mía và hạt cà phê sẽ giúp lấy đi những tế bào chết sần sùi, thô ráp, chai lì trên da và kích thích sự sản sinh các tế bào mới, cho da khỏe mạnh, mịn màng. Tinh dầu cà phê không những bổ sung độ ẩm mà còn giúp thải độc, dưỡng da trắng sáng. Đều màu kết hợp sử dụng sản phẩm với các động tác massage để kích thích lưu thông máu, cải thiện cấu trúc da săn chắc, đàn hồi hơn. Bên cạnh đó, sản phẩm còn cung cấp độ ẩm cần thiết và tăng độ đàn hồi cho da. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, được cam kết không chứa SLS, sodium lauryl sulfate, paraben và silicone, tuyệt đối sạch và an toàn, không gây kích ứng cho da nhạy cảm. Hương cà phê thơm lừng dễ chịu giúp các nàng thư giãn trong lúc tẩy da chết. Xuất xứ: Brazil. Thương hiệu: Organic Soap.